Cái gì? Chúng nó niêm phong tất cả à? Bây giờ thế này, mày nói với tất cả mọi người, bắt đầu từ giờ phút này không ai được liên hệ đi đâu, nhớ chưa? Tình hình đang hết sức phức tạp, không hỏi nhiều. Hùng. Dạ. Đưa anh điện thoại. Dạ đây. Có việc gì với anh? Anh có việc. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ? Ra biên giới. Vượt biên. Bên này em còn sự nghiệp của em nữa. Em không ở lại được. Chỉ 2-3 ngày nữa em sẽ thấy. Chúng nó sẽ không để cho em yên đâu. Sang bên kia chúng ta còn một cái bệnh viện đang xây dựng, và rất nhiều dự án chúng ta đầu tư tiền vào đấy. Thiếu gì cơ hội. Nhưng mà em đâu có làm gì mà họ lại hỏi đến em. Nhưng anh làm. Tất cả những việc làm của anh, rồi chúng nó không để cho em yên. Và hai anh nói cho em biết là nếu anh không rời khỏi Việt Nam ngay thì anh chỉ có chết thôi, hiểu chưa? Thủy, em đi với anh chứ? Em chỉ tiện anh thôi. Làm sao mà em bỏ xứ đi luôn được? Không, cô phải đi. Anh xin em, đi với anh đi. Anh không thể nào mà sống thiếu em được. Qua đấy rồi mình rau cháo nuôi nhau. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải khổ. Chúng mày mang mấy khẩu? Và có mang đủ 1 triệu cho tao không? Thưa anh, có 1 khẩu AK và 2 súng ngắn. Còn tiền đã chuẩn bị đầy đủ như anh dặn. Tìm mọi cách liên lạc với chúng nó. Nhắc chúng nó bắt đầu từ phút này dọn dẹp tất cả. Và tuyệt đối không được liên lạc với bất cứ ai. Nếu lên Hưng Hòa, nhớ cho thằng Tuất 2 tỷ. Công của nó lớn đấy. Sau khi tao sang tới nước ngoài, gom toàn bộ tiền chuyển vào các tài khoản của tao ở nước ngoài. Còn chúng mày, khi lo xong hết việc thì cũng tìm cách mà phắn đi. Ở lại không an toàn đâu. Dạ vâng. Mày chú ạ, đêm hôm đấy mà lên thẳng biên giới chắc là bị bắt rồi. Sao mày biết? Dạ, mấy thằng đàn em của cháu ở trên đấy nó báo. Chúng dẫn ảnh truy nã chú khắp nơi. Cớm thì còn tuần tra đầy đường nữa. Tình hình này là ở đây lâu sẽ không ổn. Mày có cách nào không? Chú yên chí. Cần tiền thì cứ nói với chú. Dạ. Qua bên kia chú chuyển về cho mày 5 tỷ. Nhưng phải cố gắng giúp chú vụ này. Con cháu trong nhà cả, sao chú phải khách sáo thế ạ? Việc bên này chú cứ để cháu lo. Thế bây giờ chú định đi đâu ạ? Qua làng, sau đó sang Tam Giác Vàng. Bên ấy mình có một loạt cơ sở đang hoạt động. Mà qua được bên ấy rồi thì muốn đi đâu chả được. Dạ. Thôi, đi lo việc cho chú đi. Dạ. Mày kiếm đâu ra đám này thế hả thằng cháu? À, cháu thuê ở dưới thị xã đi chú ạ. Đi rước dâu mà không có đàn bà con gái, nhìn kỳ. Ờ, khá lắm. Sau đợt này,
Chú sẽ điều mày về tổng công ty làm việc. Dạ chú. Thắng, có công an kìa. Chú bình tĩnh, chắc chỉ kiểm tra hành chính thôi. Chào anh. Chào anh. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch kiểm tra rà soát tất cả phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ kiểm tra. Dạ vâng, xin mời anh kiểm tra. Đề nghị anh cho kiểm tra phương tiện và người trên xe nhé. Dạ vâng, mời anh kiểm tra. Xe đám cưới à? Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh nhé. Mời anh đi. Cảm ơn anh ạ. Alo. Sướng nha, đi đưa dâu, đi tới đâu rồi? Đang đi, chẳng biết là ở đâu nữa. Tối có về không? Về nhớ quà đấy nhá. Quà cáp gì, từ sáng giờ chưa có gì bụng nè. Thật máy đi, anh cho mày gọi điện thoại. Dạ, dạ. Nó tút tút mất rồi anh ơi. Mày vừa gọi cho ai? Ở dưới nán, nó gọi hỏi thăm ạ. Tao cấm mày gọi điện thoại nghe chưa? Đứa nào mà gọi điện thoại, chết với tao. Thắng. Dạ. Xuống đây chú Bảo này. Từ đây đến biên giới còn xa không? Còn khoảng 5 cây nữa chú ạ. Thế người của mày đón ta ở đâu? Dạ, chúng sẽ đón ở dọc đường. Chú hỏi thật là liệu có tin được không? Chú cứ yên tâm, thằng này chưa nói cùng buồn với cháu. Nó chuyên gỗ lạt trên này, thuộc đường lắm. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Tao thấy không yên tâm. Đặc biệt là cuộc điện thoại vừa rồi của thằng kia kìa.